nhân gian ai chưa có, chưa phải là người chung thôi đời. Cười xa nước mắt xưa trắng tay, gọi tên bằng hố giờ giàu sang, quên kẻ tâm sao còn gian dối chua nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta giận cù đôi mắt nào. Từng đêm buốt xa bên chiếu chân, tình xa nhịp thở tin đổi thay khi rũ cơn mê, để chua xót trên lối về. Diều trần ai người nghiêm cây đắng, những suy tư yên đậm đường hằn. Mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung lại nhân thế. Có ưu tư buồn phiền lên sám môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thôi thổi một mình xôi bóng đời. Bằng gương vỡ nát nghe xót xa, người lên trong mắt đòn buồn xa. Ta đã đi qua ngày vui tới ta vẫn chờ. Rồi ok, xin chào các bạn. Một buổi sáng cuối tuần, mở một cái bài hát trên cặp loa Bose Cube Series 2 dòng Red Line. Red Line là dòng chỉ đỏ nha các bạn, chỉ đỏ là dòng cái viền nó đỏ như thế này. Đó, thì tiếng rất là mềm mại ha, rất hay và rất là chi tiết. Những cái củ loa bass nhỏ này, những cái củ loa mà đường kính nó nhỏ thế này, tiếng nó rất là chi tiết các bạn. Mình đang đánh kèm với một cái sub Bose AM3 các bạn. Bose AM3 Series 3 ha. Đó thì tiếng rất là hay. Đó, trong không gian khoảng 20 mét vuông đổ lại rất hay nha các bạn. Đó. Rồi, ok. Mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu các bạn nào thấy thích thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để xem nhiều cái clip test cái những cái sản phẩm âm thanh trên kênh của mình nha các bạn. Đó, kết bạn Zalo của mình qua số điện thoại ghi trên tiêu đề để tiện thông tin về các sản phẩm ha. Và bắt đầu từ hôm nay thì mình đã có một cái bảng hiệu các bạn, bảng hiệu tiêu đề cho một cái anh khách tặng nha các bạn. Đó thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ với mình qua thông tin như thế này. Rồi, ok, hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo.